Và theo sự sắp xếp của tòa giám mục thì thứ bảy tới này tôi sẽ đổi nhiệm sở về làm quản sứ giáo xứ Madagui. Chuyện sáng thứ bảy tôi sẽ làm lễ tạ ơn và từ giã giáo xứ vào lúc 5 giờ sáng giờ thường lệ, và sẽ có thánh lễ nhậm chức quản sứ vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ bảy tại nhà thờ Madagui. Chúng ta biết cái việc chuyển đổi các linh mục là cái chuyện bình thường, cho nên trong cái dịp này chúng tôi cũng không có in thiệp mời ai tham dự hết. Tuy nhiên ai muốn cùng với giáo xứ tiễn chân tôi xuống Madagui thì xin vui lòng đăng ký để biết số người tham dự để tiện việc sắp xếp. Ai đi theo đoàn thể, chẳng hạn đi theo các đoàn hay là các nhóm, thì xin đăng ký theo đoàn thể. Và sau đó các đoàn báo lại cho hội đồng giáo xứ biết. Còn ai đi riêng thì cũng xin đăng ký nữa các ông trùm giáo họ để biết số người. Sở dĩ chúng tôi muốn đăng ký như vậy bởi vì dự trù số người đi sẽ khá đông. Chúng ta không thể bắt ở dưới đó họ lo cơm nước cho chúng ta được. Mà lễ xong thì đã đến trưa rồi, đường về lại xa, không thể nhịn đói về được. Vì thế tôi đã dự liệu cho mỗi người một phần bánh ăn cho đỡ đói trước khi về. Cho nên xin đăng ký từ nay đến ngày thứ ba này để chúng tôi biết số người để mà lo liệu. Và thứ bảy ai đi thì xin có mặt tại sân nhà thờ này lúc 7 giờ sáng. Rồi đúng 7 giờ rưỡi sẽ khởi hành theo trật tự để kịp 9 giờ có mặt tại Madagui. Và tất cả mọi biến cố trong đời đều là do thánh ý Chúa, cho nên tôi coi cái việc thay đổi này cũng là việc bình thường, cũng là do ý Chúa. Cho nên chúng ta vâng theo ý Chúa, và tôi cũng muốn mang tâm tình của thánh nữ Teresa, tất cả là hồng ân. Hồng ân bởi vì thời gian vừa qua tôi cảm thấy được sống hạnh phúc với giáo xứ Tân Hà này. Và khi ra đi thì không phải là tất cả mọi người, nhưng ít là cũng được nhiều người còn thương mến. Ra đi khi mọi người còn thương mến, đó là hạnh phúc. Và đã là hồng ân Chúa thì xin mọi người cũng tiễn tôi đi trong cái niềm hân hoan. Cái việc buồn thương, tiếc nuối là cái tâm tình tự nhiên. Nhưng mà chúng ta hãy vượt lên trên cái tâm tình tự nhiên đó bằng việc xin vâng theo thánh ý Chúa. Vậy thì xin mọi người tạm dẹp đi những cái tâm tình buồn phiền để tiễn tôi đi trong cái niềm vui hân hoan. Đó cũng là cái động lực để thúc đẩy tôi hân hoan phấn khởi lên đường nhận nhiệm sự mới. Nói chung là xin đừng ai tiễn tôi với cái bộ mặt đưa đám, nhưng xin tiễn tôi trong nụ cười, để rồi tôi cũng ra đi trong nụ cười. Xin chân cảm ơn mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Lời Chúa hôm nay không êm ái dễ nghe một chút nào, mà trái lại rất đáng sợ. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rõ về con đường thập giá, và xin Ngài ban cho chúng ta đủ can đảm theo Ngài trên con đường đó, bởi vì cuối con đường đó là vinh quang thiên đàng đang chờ đón chúng ta. Dừng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân của giáo xứ, cầu cho linh hồn Giuse, Anna, Maria, Phêrô, Gioan Bautista, Anton, Anna, Marcelino, Giuse, Agatha. Cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, các linh hồn đa minh, gia tiên, các thai nhi, các linh hồn mồ côi, hai linh hồn Giuse, hai linh hồn Anna, để dỗ 100 ngày linh hồn Maria, 24 năm linh hồn Giuse. Nhóm gia đình Đức Mẹ, cầu cho các hội viên và các linh hồn. Nhóm lòng thương xót, cầu cho các ân nhân và hội viên. Nhóm kinh trưa, cầu cho các hội viên và các linh hồn. Và hội mân côi, cầu cho các hội viên. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế ngạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, linh hồn con khao khát Chúa. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, ngay từ rạng đông con hướng về Ngài. Linh hồn con khao khát Chúa, thân xác con mòn mỏi ngóng trông, như đất hoang khô cằn mong giọt nước. Thế nên con diện kiến Ngài nơi thánh điện, để chiêm ngắm quyền lực và vinh quang của Ngài. Bởi lượng từ bi Chúa quý hơn mạng sống, môi miệng con sẽ tán dương Ngài. Nên suốt đời con nguyện chúng tùng Chúa, tay nâng cao xưng tùng danh Ngài. Hồn con no thỏa như đường hương cao lương mỹ vị, môi miệng con hân hờ ngợi ca. Chúa là đấng phù trợ con, và con hoan hỷ nương bóng cánh Ngài. Hồn con gắn kết với Chúa,
và tay hữu Chúa đã đỡ nâng con. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện. Đẹp lòng Thiên Chúa, đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lời thầy không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào rậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể lọt được vì nó mập quá. Nó mới nghĩ ra một cách là nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho, và sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám phá ra rằng nó đã trở nên quá mập, không thể chui qua hàng rào mà ra ngoài được. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, với cái bụng rỗng, thì giờ đây ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng, với cái bụng đói.
Thưa quý ông bà và anh chị em, khi bước vào trong trần thế này, con người chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự, nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay cũng đành phải ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được lợi gì? Xuất thân từ bụi đất, con người rồi cũng sẽ trở về đất bụi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ngài còn dạy rằng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống đó. Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại, nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn, mất ít để được nhiều. Sống ở đời ai cũng tranh phần được và không muốn mất. Nhưng mà vấn đề là phải xác định xem đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn. Đâu là cái được quan trọng nhất, cần thiết nhất. Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu. Vì vậy mà chúng ta chấp nhận những mất mát tạm thời. Chúng ta tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất hết. Mọi sự, nếu chúng ta mất vì Thầy Giêsu thì chúng ta sẽ được lại. Mất tạm thời để giữ được mãi mãi. Từ bỏ chính mình là để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn. Chúa Giêsu cũng quả quyết, ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Theo Thầy là đi vào con đường từ bỏ. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất, từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người, từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào một cuộc phiêu lưu rao giảng tin mừng, từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỷ xúi dục để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo thánh ý của Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng của mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến cho Ngài phải toát mồ hôi máu. Nhưng mà Ngài đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh người chết treo trần trụi trên thánh giá là hình ảnh của một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Không còn một chút hơi thở, không còn một giọt máu, không còn một chút danh dự, không còn gì cả. Theo Thầy là đi vào con đường thánh giá. Ngài đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên núi Sọ, nhưng là thánh giá của cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người, thánh giá kiếp nghèo, thánh giá bị chống đối, thánh giá bị hiểu lầm, thánh giá bị bỏ rơi, thánh giá bị phản bội, thánh giá thách thức, thánh giá thất bại, thánh giá oan ức, thánh giá tủi nhục, thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm cho nên nhiều lần Ngài ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm cho nên Ngài muốn chối bỏ. Nhưng mà rồi Ngài lại đứng lên, tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho đến trọn con đường. Lời Chúa hôm nay gửi đến cho chúng ta sứ điệp, từ bỏ không phải là để mất mà là để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất phàm tục để được thần thiêng, mất tạm bợ để được vĩnh cửu. Thánh Francisco Assisi đã cảm nghiệm sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Rồi các vị thánh tử đạo cũng là những người say mê sự sống đến nỗi dám chấp nhận cái chết. Các ngài coi trọng sự sống vĩnh cửu của mình hơn cả thế giới phú quý vinh hoa, cho nên chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Tôi tin kinh. Thank you.
Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người. Luôn xác tín Thiên Chúa là đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh không ngừng rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tin mừng của Đức Giêsu Kitô được nhiều người thành tâm đón nhận. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Phải qua thập giá rồi mới bước vào vinh quang. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng nếu muốn được chia sẻ vinh quang với Chúa, họ phải đi qua con đường hẹp đầy dẫy những thử thách gian nan, nhưng là con đường dẫn tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người rất sợ phải gặp đau khổ trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo chân Chúa đến cùng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nhớ ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ơi, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con, Đức Giám Mục Phó Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha về Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành ngay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bi tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Mọi người thông cảm, cái giáo xứ này không chấp nhận cái nhóm sư điệp bởi trời. Xin mời mọi người ra viếng đài tử đạo.